Lần đầu tiên cho phép em Phương, Salon ô tô Luxury Car Hải Dương xin được gửi lời chào tới toàn thể quý anh chị. Và hôm nay bên Salon em lại vừa về thêm một chiếc xe phân khúc hạng D rất là đẹp để quay video chào bán cho quý anh chị được tham khảo. Đây là chiếc Kia Optima bản 2.0 sản xuất cuối 2019, xe màu đen nội thất kem. Hiện tại chiếc xe này đã chạy được hơn 4 vạn cây số và đang có mức giá chào bán là 695 triệu. Một chiếc xe phân khúc hạng D chạy rất đầm chắc, và giá của nó chỉ ngang ngửa với một chiếc Kia K3 đời mới số tự động, bản thấp nhất của đời mới, khoảng ra đấy. Nó là bản Luxury của Kia K3 2022, thì giá nó chỉ tương đương với chiếc xe Kia Optima đời 2019 phòng mới này thôi. Mà trải nghiệm thì chắc chắn là dòng Kia Optima thì đi hay hơn rất là nhiều. Chiếc xe này sở hữu động cơ 2.0, nhưng theo như công bố của nhà sản xuất thì nó tiêu hao nhiên liệu nó cũng chỉ nằm vào khoảng 7 lít 8 cho đến 8 lít thôi. Thì như thường lệ em sẽ giới thiệu tất cả những cái tính năng ngoại thất, nội thất cũng như khoang máy của chiếc xe. Thì chiếc xe này có trên gương này cũng có đèn xi nhan báo rẽ này. Hệ thống an toàn thì gồm có 4 phanh ABS đi kèm với la răng đúc 18 inch. Đó, tuy nhiên thì chiếc xe này chủ xe đã lên được dàn lốp Michelin rồi. Lốp Michelin là một thương hiệu lốp đi rất là êm, khá mềm. Hệ thống đèn chiếu sáng thì có đèn cốt và đèn pha đều là hai đèn bi xenon, đều là bi xenon hết. Đó, mặt ca lăng nhìn rất là dữ. Kia Optima là chiếc xe cạnh tranh cùng với những chiếc xe phân khúc D như Hyundai Sonata, rồi Toyota Camry, Mazda 6. Đăng kiểm song hành cùng bảo trì đường bộ đến tháng 9 năm 2023. Còn khoảng tầm 1 năm rưỡi nữa. Và đây, bên trong khoang nội thất của chiếc xe phân khúc hạng D đây. Đó, hệ thống an toàn thì có 4 phanh ABS rồi. Và túi khí thì có 6 túi khí. Ở trên vô lăng cũng được tích hợp các cái nút điều chỉnh chức năng như tự động chân ga này, rồi chế độ đàm thoại rảnh tay, tăng giảm âm lượng, quay số, quay bằng giọng nói này. Đó, nút đề start stop đây. Số này. Có màn hình cam lùi theo xe. Đây là các cổng sạc này, 12V 180W này. Hai cổng USB này. Đó, và có cả sạc thông minh không dây. Rất nhiều các cái tính năng được tích hợp ở trên chiếc xe này. Ghế lái chỉnh điện nhớ hai vị trí. Ở hàng ghế sau cũng có cửa gió điều hòa. Rồi là cũng có cổng 12V 180W, rồi có cả cổng sạc USB đây. Người ngồi sau chỉ cần cắm dây vào đây là có thể sạc điện thoại rồi. Rồi thảm lót sàn 6D đầy đủ hết. Giá chỉ rẻ ngang một chiếc Kia K3 bản Luxury số tự động. Và nó là bản số tự động rẻ tiền nhất. Đó. Cánh cửa rất dày và đóng khá là chắc.
Thì hiện tại chiếc xe này vẫn đang được hỗ trợ trả góp lên tới 70% giá trị xe nếu anh chị có nhu cầu. Này, mở cốp này, hệ thống cân bằng điện tử chống trơn trượt, nút mở bình xăng, ghế lái chỉnh điện này. Nắp capo thì được chống bằng hai cây thủy lực hai bên. Ở đây, đây là khoang động cơ của chiếc xe còn nguyên hết, keo chỉ nguyên zin, máy số nguyên zin, bảo hành cam kết luôn bằng văn bản, xe hoàn toàn không tai nạn, không ngập nước, giấy tờ hồ sơ pháp lính an ninh chuẩn chỉ. Mọi chi tiết quý anh chị hãy liên hệ vào số 0978607555 hoặc 0941337888 xem xe trực tiếp tại địa chỉ của Salon Luxury Car Hải Dương, số nhà 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương.